Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra xử phạt, tuyên truyền với những người đi bộ không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của tín hiệu đèn, biển báo, vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường, phần đường. Việc xử phạt này được hy vọng sẽ chấn chỉnh lại trật tự, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Tuy nhiên, phương thức kiểm tra xử lý người đi bộ vi phạm vẫn chỉ dừng ở tính hình thức. Ngã tư Hàng Bài, Tràng Tiền, Hà Nội. Dù xe cộ qua lại đông đúc, thế nhưng với người thanh niên này, qua đường là chuyện nhỏ. Mọi vạch kẻ đường, chỉ dẫn giao thông hầu như vô tác dụng. Và chỉ đến lúc cảnh sát giao thông giữ lại để thông báo lỗi thì mới giật mình. Được đến giờ ấy thì sẽ không biết bị xử lý ấy, thì sẽ không có sự răn đe thì em cũng biết rồi. Nhưng mà đối với bản thân em thì coi như là một lần rút kinh nghiệm và chắc chắn là sẽ tuyên truyền cho người thân và anh em bạn bè biết. Trong khi đó, hàng loạt trường hợp khác vi phạm đã biện hộ những lý do cho riêng mình khi cảnh sát giao thông thông báo lỗi. Lúc đấy là cái vạch kẻ sẵn này có cái ô tô nó đi, nó chặn đầu anh ạ. Thế là em tránh ô tô thì em đi lệch cái vạch sơn này thôi chứ không phải là em đi cắt đường. Tại vì nghĩ là đèn đỏ thì người ta dừng thì mình đi sát vạch sơn thôi. Chứ mọi khi là đi, tại vì thường xuyên đi qua đây mà. Theo quy định, người đi bộ vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi như đi không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm như mang các vật cồng kềnh gây cản trở giao thông, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc. Trong sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội mới chỉ dừng lại ở việc thông báo lỗi và nhắc nhở chứ chưa xử phạt. Mặc dù vậy, cảnh sát giao thông cũng đã lường trước những khó khăn khi xử lý người đi bộ vi phạm. Khi mà chúng tôi ra các quyết định xử phạt tại chỗ thì người ta có những cái lý do, ví dụ như là tôi không mang tiền theo, thì khi đó chúng tôi sẽ phải yêu cầu người vi phạm xuất trình các cái giấy tờ liên quan như chứng minh thư nhân dân. Người ta cũng có những cái lý do như là tôi không mang cả chứng minh thư, đấy cũng là một trong những khó khăn mà gây mất thời gian và gây cản trở cho cái lượng cảnh sát giao thông tôi khi mà xử lý đối với các cái người đi bộ vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trước việc xử lý người đi bộ như trong sáng nay, dư luận cho rằng việc này chỉ mang tính hình thức, khó xử lý bởi hiện nay Hà Nội còn nhiều tuyến phố, vỉa hè bị lấn chiếm, đẩy người đi bộ phải đi xuống đường và bắt buộc họ phải vi phạm luật. Đại diện lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, hiện tại chỉ kiểm tra, xử phạt ở những tuyến đường có biển báo, đèn báo tín hiệu và vạch kẻ đường. Riêng những tuyến phố bị lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ thì cảnh sát giao thông sẽ có ý kiến với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để kiểm tra và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.